À, mình chào cô chú anh chị và bạn đến kênh Minh Châu Miền Tây Học Hỏi Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ một cái clip làm chia sẻ cái chi tiết và hướng dẫn làm cái nỏ bẻ sắt cô chú anh chị bạn bẻ đầu cua đê rồi đó. Thì trên mạng thì cũng khá là nhiều loại bẻ cái tê dây bẻ đầu cua đê cái nỏ bẻ sắt thì có những anh em ở xa thì cũng có liên hệ với mình để mua, nhưng mà ở xa quá nên mình không có ship tới nha. Thì hôm nay thì mình cũng chia sẻ cho các bạn ở xa đó để mình mua sắt về từ ở nhà mình làm luôn, thì nó rất là dễ nha. Thì chi phí thì nó không bao nhiêu, nhưng mà mình làm thì mình đi ship thì nó giá thì nó cũng cao chút xíu. Thì cái này mình đã chuẩn bị trước là đây nè, những cái sắt này thì các bạn đi ra mua sắt dụng vẫn còn có, nhưng độ dày nó phải là 4 ly nha. Đó, độ dày là một miếng sắt này 4 ly. Thì mình mua một miếng này là nó không có đủ. Mình phải mua là chiều dài, chiều ngang này là 1/2 nè. Đó, chiều dài thì mình mua phải tấm này phải là 2 tấc. Thì mình phải mua 2 miếng nè. Thì không có cái miếng dài này mình mua 2 miếng. Cái miếng này thì người ta cắt sẵn về mình chỉ sửa lại, mình đo cho nó vuông lại thì mình sẽ cắt ra thôi. Rồi nhưng rồi những cái này đó là những cái sắt, ví dụ như mình có ti phuộc á, ti phuộc mình xài cũng vẫn được, hoặc là mình có những cái ắc bích tông mà loại máy mà ta sửa ta thay mà có sẵn đồ cũ nè, mình mua người ta mua 2 khúc đó. Thì 2 khúc này thì mình sẽ sử dụng những cái sắt này là cái sắt 14 nè. Cái 14 mình làm cái này là bẻ sắt từ 16 đổ lại thôi nha cô chú anh chị bạn. Thì mình chia sẻ cái này là cái nỏ để nên sử dụng sắt 16 thôi, nó làm cho nó nhẹ thôi, còn những cái lớn thì mình làm cái lớn hơn. Mình có chia sẻ rồi thì hôm nay mình chỉ chia sẻ cái này lại. Thì mình cũng cần thách nè, một thanh như vậy khoảng chừng 2 tấc. Giờ đang mình cắt ra thôi. Thì mình mua đồ này là cũng cũ không à cô chú anh chị bạn, không mình không mua đồ mới. Chỉ có bên đây là mình mua mới nè. Thì một cái cần này để là mình bẻ, cần bẻ thì nó sắt 2 ly ống phì 27, và cái này là cũng là 20 nè, một cái khúc này 20. Tại mình mua hơi dài nha, chúng ta mình mua 2 tấc là nó đủ rồi. Nhưng mình nối cái cần này vô nè, còn này là U6, đây là U6 nè. Dài 6 tấc. Thì chi tiết mình chỉ nhiêu đây, những cái này là món này với 2 miếng sắt này là mình đủ làm cái đồ nỏ bẻ sắt này nha. Thì mình sẽ đo cái thước xong mình sẽ cắt, mình cắt xong thì mình cắt xong rồi mình sẽ ráp từ từ lại cho cô chú anh chị bạn xem để hình thức như thế nào là mình dễ mình làm nha. Rồi thì mời cô chú anh chị bạn xem tiếp theo. Thì chi tiết này, cái cây này thì mình mua dài 1 mét luôn, càng dài thì bẻ càng khỏe nha. Cái miếng này mình đã đo và cắt cho các bạn, thì một lát nữa mình sẽ đo thêm một miếng nữa, cặp vô đó rồi mình sẽ đo chiều dài chiều ngang cho các bạn xem nha. Cái này mình khoan 3 cái lỗ nha,
Đó, để mình sọt cái ác ngang, ngang của chú anh chị bạn. Đó. Rồi thì mình cũng ngưng thì để mình làm những cái phần kia xong rồi mình sẽ quay lại cho cô chú chị bạn xem tiếp nha. Rồi thì hôm qua mình có cắt những cái miếng như vậy để mình làm cái đồ bằng bả sắt thì mình phan lỗ rồi đó nha cô chú chị bạn. Thì phan lỗ xong thì mình cắt con những cái khâu như vậy. Đây là cái khâu này mình lấy trong ngắt bít tông nè. Ngắt bít tông thì lỗ này là lỗ là 14 nè. Đó, lỗ 14. Những cái cây này là mình cũng làm là cái thép 14 nè. Các bạn mua phải mua mình lựa những cái sắt mà thép thép cứng á để mình mới sử dụng được nha, nó mới cứng nha. Rồi mình nó phan lỗ 14. Mình đút vô đây. Cho nó chỗ qua bên đây. Để nó cố định là nó chịu được hai bên luôn. Cái khâu này á. Cái khâu này mình cắt một khúc khâu này rồi mình để ở trong này. Độ hở từ khoảng cách là 3,5 nha. Đó, 3,5. Còn cái chiều dài của cái thanh này là chiều dài của cái này là 1 tấc 2. 120 tại mình bo đầu nha, 1 tấc 2. Còn cái chiều lên này á, chiều lên này là 6 phân. Thì 6 phân 1 tấc 2 thì ông phan lỗ này á, phan cái lỗ này á, thì từ ngoài bìa vô là 2 phân. Bên đây cũng 2 phân luôn. Đó thì mình cái chiều nào cũng là 2 phân hết. Cái này nó 2 phân nè. Thì 2 phân thì cái này mình cắt để nữa mình hạ xuống cho nó không đụng nha. Hai bên làm cho nó cũng hơi màu mè chút xíu. Rồi cái này thì mình cắt đi. Mình sẽ đút dưới đây. Rồi cái khúc này mình gắn ở đây. Lát nữa mình sập một cái cây thép vào đây. Đó. Thì khi lát nữa mình hàng ở kia thì mình chịu lên đây làm được một cái đầu bé nha. Thì cái này mình giới thiệu cái phần sơ sơ này thôi. Thì bây giờ mình sẽ hàng này lại nha. Hàng mấy cái này lại nè. Hàng này lại cho nó cố định này. Hàng ở trong này. Đó, hàng trong này hai bên mép bên đây luôn. Bên này luôn cũng vậy luôn. Rồi. Thì mình cũng đã làm xong cô chú chị các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay lại để mình lấy chi tiết cho cô chú chị bạn xem và làm theo cách nghĩ của mình nha. Thì mình cắt rồi mình hàng nó hơi phức tạp, hơi lâu. Thì nên mình không có quay cái giai đoạn mình hàng cho cô chú chị bạn xem. Thì mình chỉ quay kỹ lại cho cô chú anh chị có xem video của mình thấy làm như cái của mình nha. Rồi. Thì đầu tiên thì hồi lúc nãy thì mình đã có quay cái khúc cắt miếng bát này. Đây miếng bát này nha. Đó. Rồi miếng bát này mình phan lỗ rồi mình có quay rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái chi tiết đây. Thì miếng bát này á thì chiều dài này nè là 1 tấc 2 nha. Còn cái chiều sâu này á thì nó là 6 tấc 6 phân. Đó, cái chiều trên này là 6 phân nè. Đây. Cái chiều này xuống đây là 6 phân. Thì 6 phân này mình định vị mấy cái lỗ này thì sớm mình đã có nói rồi. Trên này xuống 2 phân là ngay tim. Trên này cũng xuống 2 phân là tim, ngoài đầu vô cũng là 2 phân. Rồi, thì cái lỗ cốt này từ đây đến đây là mình cho cái lỗ dưới này lên là 1 phân thôi nha.
một phân là được rồi, tại vì cái cốt chỗ này mình làm cái khâu này nó chỉ có 20 thôi, cái khâu này là khâu 20 nè. Đó, thì khâu này mình lấy trong ngắt bê tông hoặc là mình xài cái khâu của cái ti phuộc dẫn phuộc vẫn được. Thì mình phan cái lỗ này là lỗ 14 nha cô chú anh chị bạn, đây cây sắt 14 nè. Nó chịu lực vô đây nó không bao giờ nó bị giạt được nha, tại vì mình cái đầu này mình đã hàn phá lại nè, phá lại thì cái khâu này nó vẫn xây được nè. Đó, nó vẫn xây được, xây được mà nó không bao giờ nó bị giạt được, tại vì nó cắn vô cái mép này nó không giạt được nha. Mình bẻ từ sắt 14 đổ lại thôi nha. Thì cái này mình làm cái nhỏ để mình đi làm bẻ những cái công trình nhỏ mình làm thôi, còn những cái bự lúc trước mình có làm một cái bự thì mình đã chia sẻ cho cô chú anh chị bạn xem rồi, thì bẻ từ sắt 18 20 đó, thì 20 đổ lại, cái này là 14 đổ lại nha. Đó, thì cái bát này nè, bát này ở đây nó có cái bát nè, để mình xây vào đây cho nó dễ xem. Đây nè, cái bát này thì bề ngang là nó 4 phân, chiều cao lên đây là 5 phân. Đó, chiều cao 5 phân thì mình phan lỗ trên này xuống là 2 phân nè, hai cái bát này mình cặp lại mình phan như nhau đó, làm cho nó đều. Đây, rồi cái cây cần bẻ này mình xài một cái khúc sắt là 20 luôn đó, 20 hoặc là 22 để mình xài cái ống tiếp 27, thì để mình lấy ống tiếp 27 lát nữa mình sẽ test thử cho cô chú chị bạn xem. Còn cái này là mình xài một cái u này là U50 đó, cái này là hộp là 60 nè, mình xài U50 mình làm như con rùa nè, nó làm cái bát hai đầu, đây hai đầu để mình hàng vô đây, thì xài miếng W25 W25 mới gắn hai đầu nè, nhưng cho nó cứng thôi mới kìm được cái này. Mới mốt mình có xài, mình có xả ra, mình lấy máy mình xả nhẹ đây ra là mình lấy cái ổ rùa này đi thôi. Đó, còn cái này mình bỏ lại, rồi mình tới cái chỗ nào mà nó có cây vuông có khoan mấy cái lỗ nè, mình bắt ốc hoặc đóng vô đây vẫn được hết, dân ngang của chú anh bạn. Thì các bạn xem thì làm theo cách của mình, thì những các bạn ở xa thì mong thông cảm cho mình nha, mình không có bán ở xa, thì ở gần gần đây thì mình giao, chứ ở xa thì mình không biết cái ship cái tiền ship là bao nhiêu. Nhưng mà cái này ở đây thì mình cũng nói cho cô chú chị bạn, nếu ai có đặt mình làm thì vào mình trong một cái địa phận là ở Đồng Tháp nha. Tháp này thì cái này thì mình rất là nhẹ, tầm khoảng chừng 800 ngàn đó. Thì 800 ngàn này là mình làm mà có tay cầm, có này luôn cái cây hộp này là dài 6 tấc nha, để mình bẻ nhiêu đây là mình đủ lực bẻ rồi, không cần mà cây này dài hung đâu, chỉ có ống tiếp này dài hơn nữa thì mình ở đây chỉ là ống tiếp 60 thôi, 80 thôi, tiếp 27 dài 2 ly, dài 80 đó. Thì cô chú anh chị nào các bạn mà về mà mình muốn nhẹ hơn thì mình sẽ làm cái cần nó dài hơn nha, tiếp dài hơn thì mình bẻ nó nhẹ hơn, còn như vậy là mình xài là vừa rồi đó. Toàn bộ là này mình sẽ ắt hết nè, mấy ngắt này nó xài mấy bền nó không bị mòn đó. Còn mình xài mà những cái sắt, cái khâu sắt nó mòn hết. Đây miếng bát này mình chịu lên nè, thì mình muốn bát này mình canh chỉnh á, thì mình vừa bán mà cũng hướng dẫn cho những cái cô chú anh chị nào mà mình muốn làm, mình khỏi mua khỏi ship thì mình làm cho nó rẻ, thì mình cũng hướng dẫn cái chỗ cái bát chịu này. Thì từ cái bát chịu này ha, mình chụp nó lại đây khoảng từng 2 phân nè, trở lại đây từ mí này nè, từ cái chỗ cái mình tính ngay căn cái mí này đi, mí cốt nè, trở lại đây là 1,5 phân đó. Thì mình làm mí này dài chút xíu, 4 phân 3 phân gì cũng được, rồi mình canh chỉnh sao mình để cái cây sắt mình á, sắt 14 mình nó nằm ngang cái kẽ giữa này, nó sẽ bằng với này này, để khi mình mà mình bẻ này lên thì nó sẽ dễ hơn. Đó, chứ còn mà nếu mà cao lên quá thì sao nó kẹt này, mà thấp quá thì nó không được vuông á, nó hơi bầu, mình bẻ cái nó bầu bầu vậy nè, chứ nó không được vuông góc. Còn mình trừ đây lại đây là 1,5 phân là bẻ này nó vuông góc, cu đê rồi nó cũng rất là nó tròn, nó vuông, chứ nó không có bị phù, nó không có bị bầu bầu. Khi mình bô vô cây đà, sắt đà, sắt cột kia nó vẫn khích, còn nếu mình để bầu đầu vô không khích nha. Đó, thì bây giờ mình cũng chia sẻ cái này, cũng trời chắc tối rồi, thấy không thấy rõ nè. Đó, nó lên xuống nè, nó rất là nhẹ nhàng. Đó, ở trong này mình cũng cắt cái khâu ở trong này á, thì nó cũng là cái con ắt ra ngoài này luôn, 20 nè, ắt 20 ngoài này thì mình cắt con đâm vô đây, mình hàng chết lại, thì mình sọt
cái con ốc sọt sọt cái cốt qua là 14 luôn, cái này 14, tất cả là này là 14 hết, cốt 14 hết. Đó. Thì mình cũng làm chia sẻ đơn giản thôi, thì mình quay kỹ là cho cô chú anh chị là bạn xem làm thôi. Nói cái này là mình phải chia nha, mình chia cho nó ngay nằm đúng giữa luôn, khoảng giữa của cái này. Đó, chia này nằm khoảng giữa này, chứ không cần mà nó cao hay là nó lệch qua gì hết, chia nó giữa đi. Rồi mình cứ cây sắt nào mình rọt ngang đây được, sắt 14 mình rọt ngang đây được thì là mình sẽ bẻ rất là tiện. Đó, mình canh chỉnh cho nó ok. Rồi bây giờ mình sẽ đặt máy nó lại, mình test cho cô chú anh chị bạn xem. Ở đây mình không có sắt 14, chỉ có sắt 10 thôi nha. Vô. Đấy, mình thấy trời này cũng tối nên mình sử dụng được. Đây là ăn lẹo nè, bạn thấy không, nó vuông góc không, nó rất là vuông góc. Rồi, bây giờ mình vẽ cu đê luôn nha, nó để vô cái cu đê nè. Cô đê nè. Như vậy là rất ok ha. Tiếp mình đút ra vô ga bình thường. Rất là nhẹ nhàng nha cô chú anh chị bạn. Thì có bạn hổm ở sau có hỏi mình, thì mình báo giá nhiều sao quá mình không có giao ngang cô chú anh chị bạn, thì mong bạn nó cũng thông cảm cho mình nha. Rồi, đây nè, mình mới kiếm được cái sắt 14 ngang cô chú anh chị bạn. Đây 14 nè, thêm 14 nha, thêm 14 không. Rồi mình sẽ test xuống 14 nè. Thấy ok không? Đó. Du cấp luôn. Nó chỉnh ngang của chú anh chị bạn. Rồi thì bây giờ mình đã test sắt 10 sắt 14 rồi. Đó thì nó rất là vuông nè. Mình đậu là đậu độ vuông góc này nè. Đừng mình bô vô. Cái sắt này nó mới liền được. Nên hơi mờ. Nè. Ok ha. Rồi. Thì bây giờ mình cũng kết thúc rồi. Tôi đang ăn cô chú anh chị bạn. Rồi mình cũng hẹn cô chú anh chị lại những clip tiếp theo nha. Đó. Dùng góc để cái sắt vô. Rất đẹp nha cô chú anh chị bạn. Thì mong cô chú anh chị thấy có hay thì cho mình thêm một like nha. Rồi hẹn cô chú lại các bạn lại những clip tiếp theo. Ok. Rồi. Bye bye.